5 phần. Hôm nay lâu quá mới gặp, chơi 5 phần luôn. 4 5. À 5 hả? 5 rồi. À, nhớ lộn. Thôi thêm phần đi cho 5 rồi. Được rồi. Rồi. Ờ. Đây. Ờ. Trời nhiều quá trời luôn à. Rồi rồi rồi. Nay là dung rồi đó ơi. Ok cho chị. Ok. Đây đây. Okay, lui lại Long để cho biết tiêu. Để anh với chị tiến vô bàn mới được. Nhưng mà nói chị cầm khăn chứ nóng lắm á Lộc ơi. Không, được, chị cầm được. Em ngồi đây, cho chị bưng cho gần. Đây. Thôi, dọn lên chị ơi. Đó. Hôm nay thì bên Chi qua quán Phọc là bao nhiêu người? Bao nhiêu mấy đứa, không đếm được. 30, bắt 30. Tới tầm 30 nên cái không gian ở đây là hầu như là đã full luôn rồi. Anh ngồi nè. Anh ngồi, nếu mà có người vô là anh phải nép qua vậy nó mới ngồi được hết cái vị trí. Anh ngồi một cách thoải mái rồi. Ví dụ ngồi thoải mái là nó phải không có cấn cái này. Đó, bích hẻm luôn. Là bích hẻm liền. Rồi, hết rồi. No nha chị. Chút em có đi ra em dướng chị là chị thông cảm nha. Tại bụng em giờ nó bự ra rồi. Wow. Ai là đây mà nói là có vô xem kênh của Võ Thị Lộc á chị nha. Oh, vậy. Hello cả nhà, hôm nay thì đang là buổi trưa ở phòng quán nha. Hôm nay thì quán rất là đông vui với sự có mặt của công ty Shinkansen nha. Đây mình sẽ quay cái bãi xe cho cả nhà coi nha. Kính khách luôn rồi cả nhà ơi. Đậu bớt qua xe bên nhà anh Đức luôn nè. Rồi. Ok. Rồi hello mấy bạn Shinkansen nha. Rồi mấy bạn uống nước ngon không? Hôm nay thì thấy mấy bạn toàn là trai tài không mà, nhưng mà gái sắc ở đâu rồi? À, có một bạn nữ ở đây. Ở đây thì mình học ở Shinkansen bao lâu rồi em? Em mắt kiến nè, em mắt kiến này nhìn chất nè. Mới học 2 ngày hả? Ý là mới đăng ký luôn hả? Hiện tại thì em đi theo ngành gì? Em hả? Em bên bảo dưỡng ô tô. Đang suy nghĩ đúng không? Chưa biết ngành gì. Nhưng mà hôm nay mấy bạn tới ủng hộ là rất là vui rồi. Cảm ơn mấy bạn nhiều nha. Rồi hôm nay nhiều khi cái nước nó chưa có hoàn hảo lắm thì mấy em cứ góp ý để bên anh chỉnh nha. Rồi. Vô. Giống như nhậu vậy, mấy bạn này mà nhậu là hết sảy nha. Rồi, nói chứ mấy bạn cũng đang ủng hộ những cái mực rim nè, cá viên mình đó nè cả nhà. Rất là cảm ơn mấy bạn luôn nha. Còn bên đây là hai bé học trò mình vô chơi game. Đó, Quân với hai Quân nha cả nhà. Rồi, giờ lên lầu coi mấy bạn đang làm gì trên đó. Hello cô chủ. Hello anh. Ai, Chi ơi. Sao Chi ơi? Sao? Chào chủ nhật cho mấy bạn ơi. Đông chưa? Trời ơi. Ủa chú hết rồi hả? Đâu hết rồi, mấy đứa kia đâu hết rồi. Mấy bạn đang xuống dưới rồi. Mấy bạn đang xuống dưới rồi. Đây. Ủa gì cái gì vậy? Phỏng vấn sensei cái. Ủa sao vậy? Hôm nay thì bên Chi qua quán Phọc là bao nhiêu người? Bao nhiêu mấy đứa, không đếm được. 30, bắt 30. Tới tầm 30 nên cái không gian ở đây là hầu như là đã full luôn rồi. Nhưng mà ở ngoài kia thì buổi trưa nó hơi nắng á, nên mình không có phục vụ ở ngoài được. Đề nghị là mở quán lớn đi, quán nhỏ quá. Nhỏ quá, không đủ. Nhưng mà nãy giờ mấy bạn uống nước nè, mấy bạn dùng thử cá viên này kia rồi chân gà nữa nha. Mấy bạn có cảm nhận như thế nào? Chắc là hỏi một bạn nam giữa một rừng hoa nha. Bạn nam này nè. Rồi. Em giới thiệu sơ về bản thân mình đi em. Dạ, em tên là Hòa, học sinh của công ty Shinkansen. Anh thấy em ngồi ngay cái đó là vị trí đắc địa rồi đó, chuẩn luôn á. Bạn đang theo ngành gì? Em theo ngành ô tô. Ô tô hả? Dạ.
Hiện tại thì Hoàng học ở Shinkansen lâu chưa? Em học được khoảng 5 tháng rồi. 5 tháng rồi hả? Thì để mà đi qua Nhật đúng không em? Thì thủ tục thì chắc là Senchi sẽ hướng dẫn cho mấy em sẽ cụ thể hơn ha. Nhưng mà mấy bạn nữ thì chắc là mấy bạn cũng vừa hỗ trợ chi dạy đúng không chị? À mấy bạn đang học trò hết á. À học trò. Giáo viên kìa, giáo viên đó. À giáo viên là chị này. Tuyển yêu ơi, anh ơi, tuyển yêu. Cô ơi, hiện tại cô có tuyển người yêu không? Có. Dạ không. Có. À. Có. Trời đang thấy đây cảnh có rồi đó, cảnh có rồi. Đây quay qua đây luôn nè. Rồi cho em hỏi cô chút nha. Dạ. Hiện tại cô công tác bên Shinkansen được bao lâu rồi? Dạ, tính tháng này nữa là được 4 tháng. 4 tháng? Dạ. Rồi, về mình là chủ yếu là dạy tiếng đúng không ạ? Dạ, dạy tiếng với lại đào tạo mấy bạn người tác không. Ý là mỗi công ty bên Nhật tuyển người ta sẽ có cái yêu cầu riêng thì mình sẽ đào tạo tại công ty Shinkansen luôn. Dạ, mình đào tạo vừa tiếng vừa tác phong vừa chỉnh chu về... Hơi rung nha, cô giáo vỗ tay cho cô giáo đi các bạn ơi. Rồi. Ở đây thì có khoảng mười mấy bạn xem cô giáo rồi, nhưng mà lên clip thì chắc khoảng mấy chục ngàn người xem. Nên cô giáo có nói gì với gia đình đâu? Dạ. Cho cô giáo bình tĩnh nào. Cái ngày này em ước mơ lên TV cũng lâu lắm rồi, nhưng mà cháu với ba mẹ ơi, con được lên sóng rồi đúng không? Dạ, em cũng có cái tên TikTok của em á, nên là mọi người nhớ. Kênh TikTok mình tên gì? Dạ, A Còng Vlog Hương Trần. Hương Trần hả? Hương Trần. Hương Trần. Dạ. Rồi có gì mình xin phép để cái TikTok của bạn ở đây để cả nhà follow ủng hộ cho cô giáo nha. Ok, đẹp. Mina san ga senshin konnichiwa. Oh, vỗ tay. Rồi, được rồi. Nói chứ mỗi ngày thì có một vị khách mới giống như Chi mà dẫn theo mấy em nữa tới, giống như là một cái niềm vui cũng như là thần tài tới đối với quán Phật cho cả nhà. Nên hôm nay mình quay một cái clip ngắn để cảm ơn Chi, cũng như là mấy bạn có một cái kỷ niệm đối với quán hôm nay thì cảm ơn mọi người nhiều nha. Có gì mọi người lên kênh Võ Sư Lộc để coi mọi người lên sóng có tươi tắn hay không ha. Cảm ơn mấy bạn nhiều nha. Bye bye. Hello, xin chào cả nhà. Mình là camera Men Long và mình đang đứng ở đường Lê Quang Định, quận Bình Thạnh. Mình chào anh Lộc. Hôm qua nha. Lộc hẹn mình ra đây nhưng mà không biết anh Lộc đang ở đâu rồi. Chưa thấy lòng cả nhà ơi. Quán nhỏ xíu rồi. Hẻm này quá nhỏ. Em đi ngang là nó sẽ bị vướng người ta đấy. Thôi, ở đây Long ơi. Lòng nè. Trong một cái con hẻm nó xíu xíu à. Ồ. Chưa tắt máy. Rồi để mình qua bển kiếm anh Lòng. Rồi. Ok. Rồi. Anh trai hay ăn ở đây không anh trai? Lô Lộc. Đây là lần đầu tiên mới vô. Ồ, lần đầu tiên hả? Thấy. Anh đi ngang qua anh thấy hả? Khách quen mà, khách này khách quen. À, đây chú này là khách quen. Rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu cho cả nhà một điểm đặc biệt của quán nè Long. Trời, nãy em đứng bên kia em thấy hẻm nhỏ Lộc. Ồ, cái hẻm này nếu mà không để ý là mình sẽ bị lướt qua luôn á. Đúng rồi. Tại vì nó nhỏ lắm cả nhà. Nó cỡ 1 mét vuông. Nếu mà giường mình nó lâu à. Nếu mà anh đi ngang á là sẽ bị đụng vô cái thau nuôi nè. Dạ. Đi ngang nè. Rồi, nhưng mà Lộc kiếm quán này hay quá. Bị dưới vô thau nuôi nè, đó phải đi ngang qua nè. Ồ, bà ra thì anh phải đi lui lại nè. Rồi. Ở đây thì quán đây là sẽ bán bánh canh là chủ yếu Lòng. Nhưng mà bên cạnh đó là sẽ còn bán bánh lăng nè, gỏi cuốn nè. Ủa chị, gỏi cuốn mới đem ra mà hết luôn hả chị? Ôi nhanh ghê luôn. Dạ. Thôi bây giờ mình vào mình hỏi thông tin quán rồi ạ. Mình sẽ làm một tô hôm nay ăn. Long có gửi ăn món gì không Long? Em thấy ở đây bán bánh canh nhưng mà bữa mình ăn bánh canh rồi, nên nay em thấy đây có nuôi nữa. À. Ăn nuôi anh Lộc. Thấy nuôi ở đây mấy cô mấy chú cũng hay ăn nè. Thấy cái thau nuôi nhìn Mình ăn nuôi đi. Ok.
để em hỏi thông tin bên quán cái. Dạ. Chị một con hẻm chỉ có đúng một người vô được. Mình phải chờ cả tất cả mọi người ra hết mình mới vô được cả nhà. Wow, đây. Quán ăn rất là trong một cái hẻm mà nhỏ mà nhìn rất là ngon. Cẩn thận nha Long ơi. Dạ. Coi chừng đổ đồ của chị á. Em cũng run lắm anh ơi. Đó, thấy không? Vừa có mình anh làm vô người vô là người kia phải đi lùi hoặc đi đây ra. Là chị chủ nha cả nhà. Chị ở đây giờ chị giới thiệu sơ lại giùm em mấy món đồ ăn bên mình đi chị. Gồm có bắp canh, nuôi, hủ tiếu mì. Dạ, topping đó chị. Giò đạt, giò cơm, giò khoanh, bóng dạ. Với sườn nè, xương nè. À, xương với xương thì em thấy là cái mâm này nó gần hết rồi. Đó, nhưng mà giò thì này kia là chị sẽ nấu số lượng nhiều hơn đúng không? Nên nó sẽ còn nhiều. Dạ. Nhưng mà một tô bây giờ hiện tại là bao nhiêu chị? Giá 45 ngàn là tô bình thường. Dạ. Còn tô đặc biệt hai cục giò là 65 ngàn. Dạ. Thôi, hôm nay cũng lâu rồi em mới quay lại á. Nhưng mà anh em thì nó mới đi lần đầu á nên cảm giác của nó vô đây nó rất là bỡ ngỡ. Kiểu đi bên đường á mà không để ý là nhiều khi bị lướt qua luôn á chị. Người ta không để ý tại vì ta nghĩ là cái hẻm nhỏ mà không có nghĩ là cái quán. Cái thời gian mình bán á chị là từ mấy giờ tới mấy giờ? Từ 6 giờ chiều cho đến 12 giờ khuya. Dạ. Còn lúc nào chị mới bày đoàn ra ngoài? 8 giờ tối là bắt đầu bày ra trước nhà. Dạ. Chị bán như vậy thì nó có khó khăn gì không chị? Không, bán lâu năm rồi. Dạ, ý là cái việc mà giữ xe này kia nó cũng thì, thấy nó hơi khó. Nó hơi khó là giống như là hơi cực xíu. Dạ. Nhưng mà toàn bộ là ở nhà không à. À, dạ. Hôm nay thì giá của chị đâu có tăng lên gì đâu. Vẫn giữ y nguyên vậy cả nhà. Nhưng mà một tô ở đây thì chất lượng nha. Đó, chị cái size tô ở đây em thấy có nhiều kích cỡ quá đúng không? À, có hai size là một size 45 ngàn với một size 65 ngàn. 65 là coi như là đầy đủ. Đầy đủ hai cục giò. Dạ. Còn cái này chị? À, cái này là chén huyết hoặc chén da đó, người ta muốn ăn thêm á thì mình dạ. Ok. Hôm nay em đã hội ý với em rồi. Quán chị bán bánh canh nhưng mà em tới đây em ăn nuôi. Nuôi được. Đó. Rồi ở đây là cái vũ khí nho nhỏ. Hôm nay em phải mang tới để cho chị với bà coi. Ôi. Trời ơi. Nó to quá nó bị kẹt lại chị. Sắp tới em đưa nó đi make up nữa chị. Quá đẹp. Để cho nó. Chị thấy nó bự hơn lúc trước không? Bự hơn nhiều và đẹp hơn nhiều. Dạ, thôi bây giờ em xin phép là qua đây để chị làm trước cho khách đi rồi tới em ha nha. Nó lọc che mắt tụi nè, anh phải đứng hấp bụng nữa nè, nó thấy chị chứ anh đứng vậy là mất tiêu chị luôn. Không, 100% là mất thiệt đó anh Lộc. Nè Long, Long quay một tô của chị làm nè. Dạ. À, nhìn hấp dẫn ha, kiểu nó đơn giản cho một buổi tối nhưng mà cũng tương đối đầy đủ. Da cũng cải đầy đủ. Dạ. Chị mà em thấy là buổi tối người ta thích ngồi ngoài hơn. Nó khoáng hơn. Nhưng mà riêng em á, em thích tối hay là sáng thì em thích ngồi ở trong. Em muốn giấu cái tô của em cho mấy chị coi thôi, không có ra ngoài. Thêm một phần nuôi của chị cũng hấp dẫn ghê. Chị nhà mình ở đây bán bao nhiêu năm ở đây rồi? 38 năm là ở ngay hẻm này luôn. Dạ, địa chỉ chị 169 Lê Quang Tịnh. Dạ, hai căn nhưng mà bây giờ là mình ở căn nhỏ. Dạ. 169 Lê Quang Tịnh, phường 7, quận Bình Thạnh. Dạ. Nhưng mà em thấy cái xe này thì nó dễ thương ha Long. Dạ. Nó cảm giác là xe là lâu năm. Dạ. Nhưng mà cái cách mà sắp xếp nhìn hay quá, là một đường thẳng. Vừa được, đúng một con đường để vô nhìn, có nhiều người hỏi sao mà cái nhà gì đâu mà nhỏ xíu vậy. Nhưng mà nở hậu, ở trong là cái nhà của chị bự lắm nha. Ở trong thì nhà rộng là 3 lầu, nhưng mà hỏi là tại sao thấy nhà nhỏ quá là tối ngủ quá. Dạ dạ. Rồi để anh ăn qua. Ở đây thì kiểu như cái tô này với anh mà đứng ngang vậy là nó sẽ bị kẹt lại. Đứng ngang cái là nếu mà đứng góc quay này anh Lộc là bít cái hẻm luôn, đụng tô luôn.
Rồi chị. Trộn với em đi, em cầm cho. 5 phần. Hôm nay lâu quá mới gặp, chơi 5 phần luôn. Đây, bắt đầu là 1 phần nha. Chị huyết này là huyết vịt đúng không? Huyết vịt là huyết heo. Huyết heo hả? Cho thấy nó kiểu nó núng nín núng nín. Ồ, 2 phần. Em lâu lắm rồi em mới ăn nuôi á chị. Kiểu như ăn hủ tiếu, ăn bánh canh này kia nhưng mà lâu lắm rồi mới ăn nuôi. 2 năm mấy rồi. Dạ. Nhưng mà chị vẫn nhớ em là vui rồi. Coi hoài mà. Rồi. Lâu thấy cái hủ tiêu á. Hủ tiêu á. Hủ tiêu này là sẽ chinh vinh giữa trời vậy đó. Giống bài lạc trôi vậy đó. 4. 5. À 5 hả? 5 rồi. À, nhớ lộn. Thôi thêm phần đi cho 5 rồi. Được rồi. Rồi. Bỏ một bên cho em ha. Không bỏ hết luôn đi. Vàng à, theo từng cụm từng cụm. Em ăn 5 phần, em ăn móng với đủ đi, đủ loại đi, full topping. Mà bưng bưng cái tô này trong hẻm này nó cũng hơi vất vả vậy ha. Hơi căng đúng không? Chúc em thử thách chị bưng cái tô này ra ra cái bàn em ngồi nha. Nặng lắm á. Chị cho em ít ít hành lá thôi để mình chụp hình cho đẹp. Dạ. Nhiều quá nó che mấy cái đồ dưới. Đúng rồi. Ở đây em thấy chị có chuẩn bị sẵn này để làm cho nhanh đúng không? Bán nhau, giúp người ta kêu về mình bỏ vô mình làm lẹ thôi. Ồ, ok. Rồi, bây giờ chan nước rồi chị ơi. Cái tô này nó chớ rồi, nó khủng lắm thấy, đó chị. Thấy chị chủ gồng rồi. Chị chủ gồng rồi. Chị hình như trong đó có tôm khô nữa kìa. Đó. Ồ. Đây. Thơm. Trời nhiều quá trời luôn à. Rồi rồi rồi. Nay là dung rồi đâu ơi. Ok cho chị. Okay, đây đây. Okay, lui lại Long để để anh với chị tiến vô bàn mới được. Nhưng mà nói chị cầm khăn chứ nóng lắm á Lộc ơi. Không, được, chị cầm được. Em ngồi đây cho chị bưng cho gần. Đây. Thôi, dọn lên chị ơi. Đó. Đó. Ok. Rồi. Trời ơi. Ơi. Chị đứng ở đây cho em xin một tấm hình với chị đi. Dạ. Không, để chị xem nữa. À. Anh ngồi nè. Anh ngồi nếu mà có người vô là anh phải nép qua vậy, nó mới ngồi được hết cái vị trí này. Anh ngồi một cách thoải mái thôi. Ví dụ ngồi thoải mái là nó phải không có cấn cái này. Đó, bích hẻm luôn. Là bích hẻm liền. Ôi ôi, ngon quá. Wow, dạ. Thì làm cái tô chén chấm này là cực kỳ hấp dẫn rồi. Mày là không cần phải pha nước chấm rồi. Dạ. Ôi, bắt đầu Long ơi. Ở ngoài kia bắt đầu đông rồi đó, cả nhà ơi. Đó. Đang nhìn ra thấy đông lắm á. Thấy, thấy chú đang gọi điện gì gọi ở ngoài rất là dữ rồi. Ô. Wow. Cái chị nhiệt tình quá. Ăn tô này chắc là chưa no đâu mấy chị. Dứt thêm phần bánh lăng rau câu nữa. Rồi. Đây. Hôm nay thì 5 phần nuôi tại quán bánh canh 169. Liệu có mình ê, chỗ này nếu mà no quá nằm không được nha. Nằm ngang ra là bị kẹt đường đi. Là nằm dọc thì bị vướng bàn nữa. Nên mình phải ăn xong rồi mình tỉnh táo mình chạy về thôi. Hôm nay mình với Long đi chung nên có gì Long chở mình đi. Rồi là. À. Ở đây là xương chặt hết nha cả nhà. Là chứng tỏ là thịt tươi, đồ tươi. Mời cả nhà nha. Nuôi nhìn ngon ha Lộc. Nó dễ ăn á, nuốt hút cái lại vô. Thôi. Wow. Huyết là Long.
kẹp thêm một miếng ớt lên ăn nữa mới đã. Miếng ớt này, miếng huyết này nó giống như là một cái phao vậy á, phú trợ cho những miếng ớt leo lên thoát khỏi nước mắm. Lòng ăn cay quá cả nhà. Ừ, ý tụt ra ngoài. Nhưng mà cái rồi, nó bơi quá Long ơi. Nó gần chìm rồi Long ơi. Nên mới nghĩ ra cách này. Mày với mày. Đó rồi. Mấy mày bám theo giống như đu theo nè. Nhưng mà đâu biết được là nó không được cứu thoát mà nó đi vào bao tử. Quá. Wow. Ôi gặp em pha đó em quay xe rồi. Chạy á. Anh thích những cái quán mà có da heo mà nó giòn giòn vậy nè. Ăn nó đã. Bà đi vô. Cắn vào miếng da này nó giống như đang trọt nát lưỡi mình nha. Thấy nhột lưỡi quá. Ở đây em thấy giống như một cái thế giới riêng biệt thế này. Đúng rồi. Một cái vương quốc. Một cái vương quốc bị em có nên quay vô trong không ta? Ẩn nấu. Nếu quay bình thường hả? Đây là cái nhà, đây là một con hẻm nha. Chứ không phải là một căn nhà. Nó là một con hẻm. Ấy. Nó xíu à. Ủa chị? Ban đầu mình cũng không có thấy. Nhà này, nhà này là cũng nhà mình hả chị? Nhà ta, nhà mình. Ai? Nhà ta, nhà mình. Chị tính là con đường này là cũng nhà mình luôn. Nhà mình. Đó. Nhà con này cũng nhà mình. Rồi, vậy là ở đây có một căn nhà thôi. Nó được gọi là hẻm. Không phải là hẻm, có hẻm là cái nhiều nhà của này là riêng biệt. Này là riêng của chị luôn, tại của bà luôn. Ở ngoài để là hẻm. Ừ. Wow, vậy là đây là một gọi là một căn nhà. Ý là bên đây là bên nhà chị cho thuê. À dạ. Rồi đi vô trong á là nhà chị sẽ ở phía trong. Dạ dạ. Ừ. Dạ, nhãn nhãn rồi. Đó không phải có câu đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá. Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá. Ở ngoài nhìn nhỏ những xíu người bán bánh căm trong nó sâu kinh luôn. Thực chất là nhà chị đó vậy nhà chứ không phải chỉ có con hẻm đâu. Đại gia đấy, chủ tịch bán bánh căm nên chắc là bán cho vui rồi, bỏ nhiều đồ ăn quá, nhìn đâu cũng thấy đồ ăn luôn. Mình sẽ ăn thử cục xương. Ở nhà thông cảm nha, ở đây hẻm hơi nhỏ nên là cái góc quay nó hơi rung. Nó bị cà chỗ này cà chỗ kia. Đúng rồi, nó rung mà nó không có di chuyển gì. Ồ, mà cái xương này nó mềm nè Long. Rút ra là nó bung ra luôn nè. Wow. Ngon quá bà ơi. Bà nói cái tô quá bự. Có xương có giò. Này là chị luộc vừa tới anh ấy vẫn giữ được cái độ giòn mà thịt thì nó không bị rã ra. Nhưng mà hôm nay để anh em mình đi tới đây á là đi hơi xa cả nhà, tại đây là thuộc Bình Thạnh rồi. Nhưng mà món ngon làm sao bỏ qua người em của mình được. Mình phải tặng người em của mình một cái cái cho em xin cái chén nhỏ để em tặng em nó một miếng giò nó ăn cho vui. Ồ, cho cái tô luôn hả? Cái tô này dễ thương ha. Cái tô này giống như là tô cháu vậy, này là tô ông nội nè. Ở nhà thấy không? Ồ, cái tô này chỉ chứa vừa một miếng giò thôi. Cho Long thêm hai miếng nuôi nữa. À, miếng da heo. Cảm ơn Lộc. À, miếng huyết. Rồi, à, miếng thịt nạc. Anh sẽ bán em tô này với giá là 9.000. Giống như hồi nhỏ hay chơi đồ hàng á Lộc. Đúng rồi. Bán hàng á, múc à, rồi. Nhưng mà cả nhà thông cảm, cái tô này mình ăn cái một à. Nhưng mà mời Long cho nó, kiểu như Long nó nếm được cái hương vị á. Chứ cả nhà nói sao cứ múc ra múc vô thì đúng rồi. Mình cũng xin giải thích vậy luôn cho nhà hiểu. Giống như là những người anh em vậy á, mình muốn chia sẻ
thấy hôm bữa em có giải thích và anh em mình có giải thích ở trên clip kia rồi, nhưng mà em thấy vẫn có nhiều người người ta nói là sao cứ múc xốp tô. Kiểu như mấy anh chị mấy cô chú coi không tới phút đó. Dạ. Mà hôm nay em cũng nói lại thêm lần nữa là tụi em chỉ review thôi, chứ tụi em không có gọi là thử thách, nên là cái việc mà xốp ra rất là bình thường. Tụi em cũng là anh em với nhau trong gia đình, nên là xốp nó rất là bình thường cả nhà, không có gì gọi là mất vệ sinh hay là gì cả. Cả nhà tới đây phải thử món nuôi đi. Không. Nó mà gọi một cái gì đó mà nó dễ nuốt, rất là gì mà này nọ. Này nuôi nó cũng ít nở nữa anh Lộc. Được. Nó ít nở lắm. Em biết trong các loại á, hủ tiếu là nó nở rất là nhanh. Dạ. Rút nước á. Nên ăn với hủ tiếu là ăn phải tốc độ. Nam mới ăn dính một con tôm khô. Năm nay là bà nấu với tôm khô, chị nấu với tôm khô nên nó rất là ngọt. Nó làm cho cái hương vị của bánh canh đó nó ngọt thanh, nhưng mà nó có cái vị tôm á, nó làm nó rất là đậm đà. Nhưng mà hôm nay quay em thấy cái view ở đây nhìn nó khá là xịn sò. Ồ, quá đủ mà, con né vô. Quá. Kiểu nhìn nó đơn giản á là. Thì nó giống như kiểu đậm chất Sài Gòn luôn. Đúng rồi. Nó trong cái hẹp một cái lối đi rất là nhỏ, ngồi ăn thì nó rất là bình dân. Chứ là nhìn nó đơn giản, có gì đó bình dị lắm. Phải nhỏ nhưng mà lót gạch men. Xịn á. Đi sợ nhiều khi mình dính mỡ dính đồ mình quẹt vô, nên bà đã tinh ý lót gạch men ở đây. Và có những bức tranh này trang trí thế này cả nhà. Mà nhìn cả nhà nhìn thấy một cái không gian nó rất là đậm chất Sài Gòn, nó bình dị lắm cả nhà. Đây có menu nè, đây có giá nè. Nhìn nó gọn gàng hay không ha? Dạ. Chị, có ai ăn ở đây mà tới lúc có con vẫn lại ăn không chị? Có. Ồ. 38 năm rồi anh Lộc. À, 38 năm. Không quen nhau, lại ăn lại là có con, mà con nhặt bồ lại ăn. Rồi con dẫn bồ lại. Con dẫn bồ lại ăn nữa mà chưa có đè có ba con. Nếu có con thì chắc dẫn lại làm tiếp. À. Quá tuyệt rồi. Con dẫn bồ lại. Có nghĩa là con cũng phải lớn rồi mới có bồ. Nghĩa là ăn rất là lâu năm rồi. Mà bà còn nói là sau này con dẫn thêm con nữa. Có nghĩa là ba đời á, ba đời ăn bánh canh nhà bà. Nhà thấy nuôi rất là dễ hấp. Anh thích vậy nè. Là ngon. Thằng nhỏ anh thích chơi vậy nè. Không biết không. Dùng cái nồi để hút nước đó nha. Quá dữ. Này, tới cái móng nha. Nhà, cả nhà bà là coi clip của mình luôn á. Nên khi thấy mình từ xa là bà đã nhận ra rồi. Chị cũng nhận ra. Thôi em là không nhận ra, Lộc đứng ở trong đây thôi. Đứng mình tìm kiếm Lộc. Dễ gì nhận ra được anh. Anh đã ngụy trang rồi ra. Thấy Lộc tự trong quắc ra. Anh ngụy trang nhưng mà anh quên tắt máy xe. Đó là một pha ngụy trang mà nếu mà kia là sẽ đi vào lòng đất. Không thấy. Mình không thấy người ta không thấy mình cũng không thấy xe của mình luôn. Nhưng mà được máy sẵn thì sẽ có những người thấy xe mình. Rồi anh hay Lộc hay kêu chiếc của anh Lộc là SH đỏ. Ngồi ăn xong mất chiếc SH đỏ. Thấy chưa? Cái móng này nó chắc. Nhưng mà nó không có bị, cái lá da nó không có bị béo. Mà nó giòn đúng không Lộc? Ruột vừa tới nó giòn. Mình dùng từ giòn là hợp lý nữa. Đó, nghe sực sực sực. Cái móng này là móng của con heo cái. Sao con heo cái anh Lộc? Rồi mình cắn vào bên hông cái chân á. Nó là một con heo rất là có tình heo.
nó đứng cho những người con heo ngủ ở dưới, và mình cảm giác cái má của heo con nó tựa vào chân của con heo mẹ, khiến cho con heo mẹ nó kiểu nó bị tê chân á, nên ngay khúc đó nó hơi dày một chút. Đúng là một người heo, đúng là một con heo mẹ thương thương con. Mình tính nói là người heo nhưng mà thôi, nó lộn quá nha, sorry nha. Lộc có một sở thích, là thích phân biệt được cái khi mà ăn uống. Lộc nhớ giá đặc biệt đây là nhiêu không? Em thấy trên này có để menu nè Lộc. Đặc biệt là 65.000 á. Dạ. Đồ đặc biệt giữ giá từ trước tới giờ. Mà nhìn rất là ngon cái nhà, rất là đáng mình tiền luôn. Nhà thấy cái thau nuôi với lại cái bánh canh ở bên ngoài nó rất là sạch. Nhìn nó gọn nhưng mà nó sạch sẽ. Nó sạch lắm. Còn cái nhà đi ngang đây mà kiếm tới quán này cái nhà chú ý một chút. Và khi mà nhìn vô đây thấy nó rất là gọn. Còn cách bài trí rất là, cái gì đó rất là giản dị mà nó sạch sẽ lắm. Nhà Long, như anh đã nói nè, ở đây có tôm khô. Để chắc nước lèo ngọt lắm anh Long. Ngọt ngay luôn. Mà lâu lắm rồi em mới thấy cái bàn nhựa này nè. Đúng rồi. Nhìn nó đơn giản, nhìn nó đẹp. Cái gì đó nó giản dị cho quán. Tính em thích cái gì cổ điển lắm. Thôi nhỏ á, em đi học ở trường á, em có hàng mì gói trường không? Dạ có, 10.000. Cái này là đỉnh nè. Đúng rồi, đúng rồi. Kiểu như là tranh nhau để vét những cái miếng củ cải trắng á, mà làm cắt mỏng lét à. Để kiểu như đứa nào được bà bán canh tin cho cái miếng cà rốt hay là cho miếng củ cải trắng là được yêu thương lắm á. Tại cái nhà biết sao không, hồi xưa ăn mì chỉ có múc miếng nước lèo bỏ vô mì gói thôi à, đâu có gì đâu, cho nên là những cái cục đó là những chất dinh dưỡng luôn. Đúng rồi. Còn cái thịt đó là cũng mỏng à, cắt mỏng lét à. Trời ơi, anh Lộc còn có thịt đây, bên em làm gì có thịt. Cho nên là những cái cục mà cà rốt, củ cải rồi là được coi là giống như là chất dinh dưỡng không á. Anh nhớ hồi xưa là một cái phần mì đó chỉ có 2-3 ngàn à. Dạ. Còn nếu mà có thêm thịt này kia thì sẽ tăng thêm cả 500 đồng mà. Dạ. Thời của anh Lộc là bao nhiêu, Lộc 2.000 đúng không? 2-3 ngàn. Ừ. Thời còn có thịt, đó thời của em 10.000 chả có miếng thịt nào. Thời em là sâu nữa rồi. À bà chán. Thời anh là còn ăn cái đồ xong á, tụi nó còn phá nó quay cái tô lại để nó lấy cái đũa nó đục lủng cái đứt tô. Vậy là cái tô nhựa xanh đúng không anh Lộc? Cái tô mà sứ màu xanh dương á. Dạ dạ, em biết tô đó rồi. Đúng rồi. Thà đập cho bể, người ta đỡ tức. Cái này úp xuống, chọt đúng một cái lỗ, người ta không dùng được cái tô nữa. Nghe thì nó hơi quậy đi nhưng mà... Nhưng mà cái đó là đã kỷ niệm được in sâu vào ký ức của anh. Với một cái pha mà chủ căng tin đã bắt được cái thanh niên đó. Thanh niên nó đang chuẩn bị giơ đũa lên và một bàn tay từ phía sau chụp hai lỗ tai dở lên cao. Thanh niên nó cảm giác giống như là bị bơ vơ giữa dòng đời á, chân đá nè. Sau đó thanh niên bị bới lên trên phòng giám thị. Rồi kể từ đó không còn ai đục tô nữa. Với một cái pha mà nhấc bổng người của một thiếu nhi lên. Cái chú mà bán canh tiền chú đồ lắm, bự lắm. Chấm dứt thời kỳ. Chấm dứt đó, nghĩa như làm gương cho các chúng bạn xung quanh đó. Mấy chúng bạn đang có dự định là sẽ đục tô, mấy chúng bạn thấy thôi không xong. Nhưng mà thời học sinh lúc nào cũng có những thanh niên đó Lộc, lúc nào cũng sẽ có những cái mắc cười lắm. Thời thanh niên nó hài lắm. Thanh niên nó bắn bì hay lắm nha. Bắn bì, bắn độ luôn á. Ăn mấy thanh niên khác hết. Té tiện nó ăn mì gói xong phá tô của người ta. Nói chung thì hồi học sinh mà không có mấy cái đó thì không có vui. Phải có những cái đó mình thấy nó kỷ niệm, mình nhớ lại. Nếu mình cứ đi học xong mình đi về. Mình đi học xong mình đi về thì nó ký ức của mình chỉ là
nó bình thường lắm, kiểu giống như là đi tới trường rồi học xong rồi đi về chả có gì là lưu lại hết, nhưng mà lâu lâu quậy một chút phá một xíu thì nó có một cái thì sau này mình đã nhớ. À, học sinh của em thì nghe thì nó hơi lưu manh chút, tại lúc nào em cũng đi quýnh lộn. Quýnh lộn hoài. Mẫu à. Nhưng mà gần làm chùm trường nữa. Mà kiểu em thì em gọi là em giúp mấy cái bạn mà bị ăn hiếp á Lộc. Có mấy thanh niên ở trong trường hay ăn hiếp người ta, còn em thì em đi giúp mấy bạn mà ăn hiếp. Em giống như Robin Hood luôn. Rồi cái từ cái gọi là có số má trong trường đi. Hồi xưa em có nghe câu là mày tưởng mày là Sinbad hả? Mới có nghe câu đó. Đúng rồi. Nhưng mà... như mấy thằng nào mà hay đứng ra giúp bạn hay gì đó. Dạ. Bị mấy thằng kia phe ác đánh lại và nói mày tưởng mày là Sinbad hả? Mà thời điểm đó là kiểu em may mắn cái là em có những cái người bạn khá là chất lượng á. Nên là từ từ cái mấy bạn nói biết rồi đi theo em luôn. Mà hồi học sinh mà ở nhà thời đó bồng bột biết gì đâu. Mấy vậy mới vui. Không mà nhiều khi nói đi cũng phải nói lại là nhiều khi mấy bạn mà lúc trước cứ học rồi á, sau này ra đời á lại nó không cứng cáp như là những cái bạn mà quậy một chút. Dạ, đúng phá rồi. Một chút nhiều khi là nghỉ học sớm á, những bạn nói ra đời sớm, sau này anh ai nói vui là có những bạn như vậy làm chủ lại và mướn lại những cái bạn học hồi xưa là học giỏi. Cái chuyện đó có thật á anh Lộc? Có, anh có những người bạn vậy á. Đâu có ăn luôn không? Kiểu ra đời sớm, bươn chải sớm á thì cái kinh nghiệm tích góp người ta nhiều. Nhưng mà chú không có khuyến khích tụi con cúp học, nghỉ học. Đúng để rồi. Ra đời sớm nha. Đúng các rồi, con. Đúng rồi. Các con đừng xem clip rồi, các trò đừng xem clip rồi. Cúp học giỏ này kia là lên bị hết đất á. À. Đất á. Tức là Cường á, Cường có xem clip của thầy rồi. Đang để ý cái Cường á nha. Nói chung thì quậy cũng phải có chừng mực thôi. Ừ. Đừng có mà giờ không có giống như hồi xưa, đừng có quậy quá. Đúng rồi. Xưa quậy còn vui chứ giờ thời này quậy tàn. Qua cho bà qua rồi. Qua. Bà khỏe mà bà kiên để chồng tôi. Con mở rồi, con mở rồi. Con đang ngồi trong đây để con tu luyện vận công mới ăn hết được tô này. Ở ngoài đang đông á Lộc, hai cô này đang rất là bận rộn. Ở ngoài đang đông lắm. Ừ. Mình thì ở trong đây như thế giới riêng. Em nói là bây giờ anh quay ra nó cũng khó khăn nữa. Tại vì giờ cái lượng nuôi trong anh nó giống như là nó đã cắm rễ dưới đất rồi. Hôm qua bị vướng rồi. Vướng. Quay ra. Mà con phải công nhận là nếu mà nước lèo mà nấu với tôm khô rất là ngọt đúng không anh Lộc? Anh thích là kiểu vậy á. Đúng rồi, em cũng thích mà vậy. Đặc biệt nha, có những chỗ người ta sẽ nấu với mực nữa. Dạ. Cái mực nhỏ nhỏ thôi, mực khô á. Nó ngọt. Ngọt mà tới kiểu như là mình ăn tới cuối á, nó vẫn còn cái vị dư vị á. Hồi nãy anh lỡ thấy chị Trang mà anh không ngăn chị lại á. Và bây giờ cái kết. Đau quá. Pha nãy mà anh tưởng 4 tô là xong rồi. Là sẽ làm rồi. Thêm 2 nhát nữa. Nãy con không để ý á bà. Con chị đã lấy đủ rồi nhưng mà con nói mới có 4 phần rồi. Nói vậy bỏ thêm 1 phần nữa là ba. Ôi vẫn còn thịt nè. Còn quay bên kênh Võ Sư Lộc đó bạn. Bà về follow kênh đó. Tối là kêu mở đó. Bà cho nó
Dạ tại con với Hùng không có quay chung nữa. Nên có gì bà follow kênh Bỏ Sư Lộc á, sẽ thấy clip này. Chút nữa bà sẽ thấy cảnh con bị ứ hự. Ồ, mình lượn cái cột rồi có ứ hự mình sẽ dựa vô cột. Đậu hành ăn một vài miếng này sẽ ngon đó nha. Nhưng mà giờ tới những miếng cuối, cảm giác đậu hành nó giống như thanh kiếm vậy. Chọc 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 luôn. Đông có thắc mắc là tại sao những cái quán ăn á người ta bán lâu năm á, yeah. Người ta hay kiểu như bán theo gia đình luôn. Đúng rồi anh Lộc. Nhưng có một cái điểm chung như bên nhà nội vậy, nhà nội như nó vậy. Tại vì khi mà bán lâu năm rồi nó sẽ thành cái gì đó gọi là truyền thống anh Lộc. Đúng rồi. Tuy là nó sẽ không có gọi là nó truyền công thức cho người này người kia, nhưng mà kiểu khi mà bán chung với nhau sẽ thấy cái gì đó nó ấm cúng, nó đoàn kết. Đúng rồi. Thế là mọi người giúp nhau một tay. Những cô chú là lớn tuổi. Thế chuyện nè, con chị nè, sẽ ra phụ. Dạ. Nghĩa đi học thì không nói rồi. Dạ. Nhưng mà rảnh á thì sẽ ra phụ, phụ bà, phụ mẹ vậy đó. Nó sẽ làm, nó giữ được cái sợi dây mà liên kết của gia đình mình với nhau. Hay á. Mốt con anh mà lớn anh cho đi bán trà sữa. Em thấy vừa bán trà sữa nè, vừa quản lý lớp vỏ. Nhiều khi nó không thèm đi bán nè em. Giác cái tô đi ăn. Nói là thôi làm gì, ba đi ăn không mà bây giờ con đi ăn. À, Long ra quá. Ờ, coi chừng tô rồi Long, coi chừng tô ba. Có ba nè, ba kiên tô nè. À, bây giờ mình sẽ ra ngoài thám sát coi tình hình ngoài đó như thế nào rồi Long. Chị Dũng nói là ở ngoài đông lắm. Đi Long. Dạ, em đi. Trong lúc đó anh sẽ ngồi bận công. À Long, cái là bựa cái gì. Nhà thấy không? Đây là một cái bài trí rất là đẹp. À, chào con hoài. Thôi cả nhà thấy rồi, không? Khi mà một người mà qua là cả sẽ có phải có người đi ra mới qua được. Thì cả nhà. Này mà da trắng da đen là bán kẹt là liền. Ui, nóng vậy. Chú ơi, con ăn được nửa tô rồi chú ơi. Chú thì ra giữ xe nè. Đây cái này có gọi cuốn nữa kìa. Nè chú thu tiền luôn hả chị? Chú thu tiền luôn. Cho em hai cái gọi cuốn đi chị. Hai gọi cuốn ngon quá luôn. Gì vậy? Rồi bây giờ vô lại. Anh giờ bị no quá rồi anh hết lạng rồi, dạ, anh phải đi rồi. Dạ dạ dạ. Dạ cảm ơn. Không, mình anh Lộc đi hồi bứt cái hẹp. Hay ở trong đây nè, cái nhà sâu lắm, thấy không? Nhìn nó cái gì đó rất là đơn giản. Không, nhưng mà cái bàn thờ là tâm linh đó ha. Dạ. Phải đặt hướng ra cửa. Là dù cái hẻm nó có sâu cái nào nhưng mà bàn thờ cũng phải đặt hướng ra ngoài. Đây đặt là cục giò. Cục giò cuối cùng. Hay. Ăn tới bây giờ thì mình thật sự là mình đã bị no rồi. Nhưng mà về cái... Trời ơi, mới nói câu no xong. Nhưng mà anh nhìn cái gỏi cuốn của chị hấp dẫn quá, mình phải gọi thêm. Ăn liền. Thôi, ăn liền gỏi cuốn nhìn đẹp ha. Dạ. Tương nè. Tương này nhà làm luôn á. Ồ.
à, nó cắn dưới con tôm. Ngọt. Rồi. Đây, chút ăn tiếp. Ở đây chị có bán sữa đậu nành nữa cả nhà. Sữa đậu nành, nước xăm, ngọt, trà đá. Nó hết nước xăm. Cái cảm giác mà cái người mà đứng mà tiếp khách ở ngoài khi đông quá lâu, người đó cũng áp lực quá, những người đó sẽ la vọng vô là một nuôi một bánh canh, nhưng mà bên trong là không kịp á, là người đó sẽ bị chửi đầu tiên, sao làm lâu quá, làm nãy giờ chưa xong. Thì anh đã trải qua cảm giác đó khi mà những ngày khai trương á, anh đứng ở ngoài và bên trong làm không kịp, mà bên ngoài thì sẽ order liên tục gọi vô. Quán bên nội cũng vậy á Lộc, hối rất là nhiều hôm mà không có chỗ ngồi, không phải xếp hàng, rồi hối mua về. Nhưng những cái lúc đó mình phải bình tĩnh ha. Dạ đúng rồi. Và khi bán lâu năm á thì mình sẽ có một cái ekip mà hiểu nhau á, thì mình sẽ không bị rối, chứ không nghe bị la này kia mình sẽ bị rối đội hình lên liền. Dạ. Chạy loạn choạng liền. Nó hồi trưa á, anh với chị Phụng đội hình có hai người, cho chứ hôm nay chưa làm buổi tối á, chưa có kịp. Hai người mà cân 30 mấy học viên của bên chị Chi á. Wow. Chạy như dịch luôn. Thời đầu nhớ còn rung, giờ quen rồi. Giờ cũng hơi bị chai lì à. Có gì mình để xin phép thực khách đó. Có gì có hôm nay quán em có hai người à, có gì anh chị có gì mấy em thông cảm. Yeah. Chờ xíu thì người ta sẽ hiểu, người ta thông cảm nữa nha. Còn chị Ngọc nhân viên thì không phải là chị Ngọc này kia nên nghỉ đâu cả nhà, mà là chị Ngọc mở một cái quán dịch quay luôn rồi. Anh có quay rồi. Của anh Lộc. Anh có quay quán luôn. Dạ. Đó, quán dịch quay khá là ngon. Học trò hơn thầy là đều có phúc, chứ không phải là do này kia nên mới nghỉ đâu cả nhà. Nếu này kia thì anh đâu có lệnh quay làm gì. Đúng, đúng không? Nhưng mà đó là trò ruột của anh Lộc luôn. Có một câu là một ngày là thầy, suốt đời là cha. Đúng rồi. Nên mình cảm giác là những người mà học trò của mình á, dù đi xa mấy đi, giống như bé Phương ở bên Đài Loan nè, tới ngày đám cưới á, bé vẫn sắp xếp đi về để dự cái đám cưới. Đó là cái mà một người thầy á, người ta thấy như vậy là người ta rất là ấm lòng. Nó bây giờ như anh Lộc bây giờ là gọi là trong gia đình của em luôn rồi. Anh Lộc một người anh rồi, nhưng mà tới giờ trong mắt của em á cả nhà, anh Lộc vẫn luôn một người thầy, một sư phụ. Tại vì học võ của anh Lộc thời gian khá là dài, trước dịch luôn anh Lộc. Đúng rồi. Trước dịch Covid luôn, cho nên là trong tới bây giờ anh Lộc vẫn luôn là một người thầy, vẫn đi theo anh Lộc. Nói chung mình làm gì cũng vậy. Dạ. Nó cũng phải có chiến thuật á. Để cua được vợ mình phải cài những người học trò như Long về nhà để nói tốt cho mình thôi. Và mình còn có một bí kíp nhỏ là Phi nữa. Đó, những người học trò đó là về nhà là những người em. Nhưng mà nói vậy chứ, nói bí kíp chứ, nhưng mà thật ra tự em muốn đi theo Lộc mà, đúng không? Em muốn, từ khi mà đi theo Lộc học từ lớp võ tới sau này đi làm cameraman luôn. Giờ nói chung là em đã dạng lúc trước nhiều rồi đó. Đó là cái mà anh thấy em tiến bộ. Dạ. Bartender cũng giờ vẫn đi quay bình thường. Không có gọi là bỏ thầy được. Nhưng mà cái này anh tin là khi em cầm máy nè, em nói trước đám đông này kia là nó luyện cho em khả năng để em giao tiếp á. Dạ. Và ngành của em thì sau này cái giao tiếp nó sẽ rất là quan trọng. Nhà nhìn anh Lộc vậy thôi, có nhiều người nói là em cũng có hay đọc bình luận á Lộc, tại em không có trả lời thôi.
nhiều người hay nói là tướng vậy sao dạy võ. Thật ra tướng của Lộc không phải gọi là mập đâu cả nhà. Khi mà đi ra ngoài tướng của Lộc là tướng tiêu điên á. Nhìn vậy thôi nhưng mà lớp cơ rất là dày. Anh Lộc bự là anh Lộc bự lớp cơ chứ không phải là bự lớp mỡ đâu cả nhà. Nhà thấy bắp tay của anh Lộc không? Nhìn được cũng thấy rồi. Nhìn trên liếc thôi. Chứ không phải là mặt mỡ đâu cho nên là nói tướng vậy mà đi dạy võ. Chứ anh chỉ dám nhận là anh dạy võ lâu năm thì anh có nhiều học trò thôi chứ anh cũng không có dám nhận là đúng rồi. Kiểu như là võ sư mức này mức kia rồi. Đúng rồi, tại mình giỏi sẽ có nhiều người khác giỏi hơn mình và cái học võ nó sẽ cho mình đầm tính lợi ở chỗ đó. Mình cũng là một người theo võ đạo từ nhỏ nha cả nhà cho nên là mình nói cả nhà một điều là không phải học võ để đánh nhau. Mà học võ cái điều đầu tiên á, các anh Lộc về những người thầy cũ của mình đã dạy cho mình, tại xưa mình đánh boxing đi. Học võ cái điều đầu tiên mà mình trước khi mình học võ là mình học đạo đức. Mình học võ để mình rèn cái tính của mình chứ không phải là mình học võ để mình háo thắng mình đi quýnh nhau hay là gì cả nhà. Mình chỉ nên động tay động chân khi nào mà có cái gì đó mà liên quan tới vấn đề là xúc phạm hay là cái gì đó cần bảo vệ những người thân yêu của mình, những ai đó mà gọi là xâm hại đi. Đó, mình nên chỉ nên những người đó thôi chứ không phải là mình học võ xong mình đi kiếm chuyện người này người kia. Kiểu như mình nghĩ có võ mình ăn hiếp người này người kia đúng không? Học võ để mình rèn tính kiên nhẫn với cả nhà. Rồi mời quay đây không? Quay đây rồi. Vậy hết rồi nè, nói chuyện hồi hết trơn rồi. Hay quá. Mình nói chuyện là mình cuốn quá nè. Chị ơi hết sạch rồi. Rồi còn nước thôi. Hết rồi. No nha chị. Chúc em có đi ra em dướng chị là chị thông cảm nha. Tại bụng em giờ nó bự ra rồi. Wow. Mà nói thiệt cả nhà, khi mà ngồi đây vẫn nghe được cái mùi nước lèo nó thơm lắm. Nó thanh phản vô đây nó thơm lắm. Anh hiểu kết cục của clip thứ hai nữa. Đêm có chơi ẩn. Clip có sẽ rất là... Lấy về tạo bất ngờ chứ em móc cái tô kìa. Thử thách chơn ăn hết clip, ăn hết tô. Trần sẽ kêu cứu tôi. Nghe là sướng ngang. Chứ ông ngay kể cho em nghe về một cái giai thoại câu chuyện về bò kho. Chứ ông nói là chứ ông thèm bò kho. Xong rồi nó anh Lộc nghe, cái anh Lộc kêu quay nguyên một cái tô bự. Kể từ đó chứ ông bớt thèm. Cả nhà đang thèm món nào mà cả nhà không thể cai được á, cả nhà có thể liên hệ mình sẽ giúp cả nhà cai nha. Kiểu nhìn cái món đó là cả nhà sẽ lướt qua thật là nhanh để kiểu như thôi sợ rồi không dám nữa. Thôi chắc anh xin phép là cái củ cải anh sẽ không ăn quá, tại giờ anh ăn một cái củ cải thôi là nó cũng vừa đủ rồi. Anh Lộc nó tăng lên quá, hết tô đâu, vừa đủ là được rồi. Đâu phải ăn thử thách đâu. Rồi hết luôn rồi nè. Thôi. Ở đây còn hai cái gỏi cuốn mà tụi mình chỉ review thôi. Không có ăn hết. Chứ mà đồng ăn. Mình lăn là để cho lòng. Dạ. Nói chung là review nhưng mà cũng sẽ cho cả nhà thấy một cái phần nào đó là mình cố gắng để mình hoàn thành cái thử thách đó, hoàn thành cái tô. Thì nó cũng là một cái thử thách mà ở mức độ nó tương đối rồi cả nhà. Nhưng mà cả nhà cũng thấy được là nhàn ăn cái tô này nó vất vả như thế nào. Đó, thì nhàn cũng có sức ăn khỏe đó, thì Long cũng quay Long cảm nhận được là cái tô này sức chứa nó không có bình thường nữa. Còn cái nhà mà kiểu không tin á, cứ liên hệ qua ăn thử.
không gì hết. Đây, không phải là không tin gì Long, nhưng mà kiểu như là tò mò coi cái tô này nó ăn được bao nhiêu phần á. Đúng rồi. Thì có thể là nhắn tin, có thể là liên hệ qua fanpage Võ Sư Lộc nè. Nên mình cứ liên hệ, mình thích ăn món đó, mình muốn giao lưu với Võ Sư Lộc thì mình sẽ sắp xếp để liên lạc với mấy bạn để sắp cho mấy bạn lịch, có thể bạn ăn thử trong cái tô này coi như thế nào. Mình luôn rất là welcome á, welcome những cái bạn mà muốn thử sức như vậy. Ủa, này là bắn tiếng Anh luôn. Gì? Là bắn tiếng Anh. Welcome. Hết xù luôn. Mình đã ăn một miếng xù. Ngồi trong đây á, cả nhà mình sẽ cảm thấy là cái tiếng xe ở ngoài đường rất là nhỏ nha. Như một cái thế giới riêng biệt. Đúng rồi, đúng rồi. Nó yên tĩnh. Em có coi cái gì mà công viên Kỷ Jura không? Dạ có. Và là phim gần đây nhất là King Kong á, Kong với Godzilla á. Dạ. Bước qua cái thế giới khác là bước vô trong đó là kiểu như thế giới tiền sử rồi thế giới. Đúng rồi, đúng rồi. Thì khi mình bước qua cái cổng đi vô cái hẻm 169 nè. Mình bước vô một cái thế giới giò heo, bánh canh nuôi ngoài kia. Nếu cô chủ đóng cửa lại kêu ăn hết cái này mới được về là coi như là xong phim. Là kết thúc chương trình ở đó luôn. Chuyến này xong rồi. Mà tại vì tính em á, Lộc, em thích những cái gì đó nó cổ điển á, nên em ngồi ở đây em bị mê á. Ừ. Thích ngồi hoài luôn. À. Lộc hết nước luôn rồi. Chị ơi. Chị ơi, em xin phép chừa lại mấy miếng củ cải nha. Em ăn cái này củ cải nữa em bị dội á chị. Dạ. À, hết rồi cả nhà ơi. Chị ơi, hết nước nha chị. Rồi hết luôn rồi. Ừ. Wow. Hết rồi. Còn củ cải thôi. À. Các em đứng đây em nhận xét luôn, chị cứ làm đi. Thực sự là rất là no nha. Đâu là bỏ tôi đo đồ đụng ngang cái bụng rồi. Trời ơi, bích hẻm luôn. Gần đến xe hủ tiếu luôn. Vậy nhà soi lại clip đầu clip với cuối clip rồi. Mình phải lấy này mình che lại thôi, lấy cái tô mình che lại thôi. Rồi, cảm ơn chị, cảm ơn bà đã hỗ trợ cho mình trong quá trình mình quay clip cả nhà. Thực sự là quán này làm cho Long cũng như mình á liên tưởng tới những cái góc nhỏ của Sài Gòn mình hồi xưa vậy đó. Đúng rồi. Nó sẽ tạo cho mình một cái gì đó nó gọi là hoài niệm. Và trong cái hoài niệm đó thì mình tin là các cô chú các anh chị mà khi mà ở nước ngoài á sẽ rất là nhớ khi mà xem những cái clip như vậy. Thì các cô chú có về Việt Nam thì có thể ghé qua quán 169 đúng không chị? 169. Để ủng hộ. Còn ai ở Sài Gòn, ai ở các tỉnh lân cận thì có thể chạy xe trực tiếp tới. Nhưng mà quán sẽ bán từ cái khung giờ là 6 giờ nha. Tới mấy giờ chị? 6 giờ tới 12 giờ. Đó. Thì coi từ đó là bán khuya á. Đó, chị nói là những bữa nào mà có đá banh á là sẽ đông hơn. Thì cả nhà có lợi thì né mấy bữa đi đá banh ra nha. Tại bữa đó đông quá sợ. Giờ này là hết rồi. Dạ. Thường thường là tới mấy giờ đóng cửa? 12 giờ. 12 giờ. Kéo dài giống như mình bán rồi mình dọn còn cái mệt đó là 12 giờ. Em biết cái cảnh nó kiểu như làm nó bị dồn á chị, xong cái nó mệt quá. Qua cái giờ đó là thấy nó mệt, nó thấm á, phải ngồi cho nó hồi sức lại. Em mới mở quán trà sữa luôn á chị. Ở Tân Phú. Dạ. Có xuống dưới chơi ghé qua em. Dạ. Còn không chị không bận quá, chị muốn gặp em thì chị có thể là alo Võ Sư Lộc ơi, chị cần 10 ly trà sữa, em sẽ ship lên tới nơi. À. Chị địa chỉ trà sữa cho. Dạ. 199 Lê Trọng Tấn á chị. À cũng gần chứ đâu có xa. Lê Trọng Tấn thì đi đường hết gần gần tới ngã tư Gò Mây á. Ồ chị biết hả? Biết. Ồ. Vậy có gì chị lên đó chơi ghé ủng hộ em nha. Thôi. Thì
nhận xét thì về món ăn thì nãy giờ mình cũng với Long cũng đã nhận xét rồi, nhưng mà chốt lại một câu á là trong nước lèo của chị sẽ có tôm, nó sẽ làm cho cái nước lèo rất là ngọt, và trong cái không gian này thì ngồi ăn cũng như là mình cảm nhận cái không gian, cảm nhận cái món ăn á nó sẽ đậm đà hơn. Còn cả nhà thích cái không gian ngoài đường á thì sau 8 giờ chị sẽ phục vụ ở ngoài đường nha. Đó thì mình cũng bây giờ mình cũng xin phép là về để mình chuẩn bị dọn hàng nữa, dọn hàng vô cái nhà để quay thêm một clip cho Chế Ân nữa. Chế Ân hãy cảm giác nha. À mà Chế Ân khi lên clip này Chế Ân đã ăn rồi. Thôi thì em cảm ơn chị, cảm ơn bà lần nữa, chúc cho quán của mình thật là nhiều khách, là ai tới đọc bát Võ Sư Lộc á chị sẽ tặng thêm cho một rắc tiêu, ví dụ rắc 3 rắc thì mình sẽ được rắc 4 rắc. Ai ai lại đây mà nói là có vô xem kênh của Võ Sư Lộc á chị nha, thêm copy. Ồ rồi em cảm ơn nha, chị chịu chơi quá, chị chịu chơi quá rồi. Rồi vậy còn gì chơi gì nữa mà không tới ủng hộ cho quán của chị cả nhà. Rồi thì giờ em sẽ phép kết clip ở đây để mọi người có thể đóng góp góp ý comment bên dưới giùm mình nha. Rồi no quá rồi, bây giờ mình nói nó bị ngắt quãng cả nhà. Cả nhà xem clip ủng hộ cho vợ chồng mình, ủng hộ cho anh em mình thì có thể là like, share, subscribe, và đó là động lực để mình có thể ra được nhiều clip mới hấp dẫn hơn nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong clip tiếp theo. Bye bye. Bye, bye. Ê, sao quay em? Tại em thấy Lộc ngồi rửa chén nhìn thú vị quá. Rửa trong cái không gian này thì nó hơi nhỏ nhưng mà vui. Nè cho chị vô. Oh, chị vô. Ờ vô là phải đứng lên. Dạ dạ. À dạ. Chị xà bông đây đúng không? Cho em miếng nha. À. Chị ơi, em giờ em rửa hết cái này cũng được á. Này gọi là có làm mới có ăn. Nhưng mà rửa xong ra chị làm cho một tô rồi nữa thì em không rửa đâu. Quán chị không có gì ngoài hủ tiếu. À gì bánh canh. Bánh canh luôn. Rồi, ok. Ngon quá rồi chị ơi, em ngồi em bị ép bụng quá. Chết rồi, anh Lộc no quá rồi. Nếu mà, chẳng may trong cái tô này mà thấy nổ mấy cái cọng nuôi lên là biết của em. Rồi bây giờ chính thức kết clip nha cả nhà ơi. Rồi sạch tô rồi. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà.